Công nhiệm xin chào anh chị và các bạn đang theo dõi bản tin chứng khoán cuối ngày được phát trên kênh YouTube ITP Club Channel. Thì sau phiên giao dịch dòng tiền tham gia mạnh, bùng nổ theo đà, thị trường đã có ba phiên điều chỉnh test trở lại. thì hôm nay đã có quay trở lại tăng điểm với nhóm cổ phiếu ngân hàng hỗ trợ về mặt điểm số khá là nhiều. thì trong mấy phiên trước thì nhóm cổ phiếu ngân hàng là cái nhóm cổ phiếu giảm điểm ảnh hưởng tới điểm số của thị trường thì tiền dòng tiền thì lại tham gia vào cái dòng mid cap và small cap thì tới phiên giao dịch ngày hôm nay thì à, với cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì à, có chiều hướng là có những cái dòng tiền tham gia tuy nhiên thì nó không kích hoạt được cái dòng tiền lớn tham gia trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay mặc dù là nhóm cổ phiếu ngân hàng là tăng điểm nhưng mà à, về cuối phiên để công nhận đấy nhiều cổ phiếu thì cũng gặp áp lực bán và rút chân dòng tiền như hôm nay thì có vẻ là nhà đầu tư cũng không yêu thích mặn mà lắm với những cái cổ phiếu ở trong nhóm ngân hàng thế nên là hôm nay dòng tiền có tham gia vượt qua trung bình 20 phiên thế nhưng mà không quá mạnh thì với những cái tín hiệu như này thì chúng ta cũng cần chú ý những cái thời điểm hiện tại thị trường đó là về xu hướng giảm thì tạm thời thì nó kết thúc thế nhưng mà thị trường thì thời điểm này nó chỉ là một cái sóng hồi thôi thế nên là cái sóng hồi này thì trước mắt là cái target là nên quay những cái vùng 1137 tới 1143 điểm mà ở đây thị trường thì đang 1009.7 điểm thì cũng còn cách cái vùng 1137 điểm khoảng đâu đấy là tầm 30 điểm đến 35 điểm nữa thôi thế nên là trong những cái thời điểm này thì thường là về cái điểm mua với cổ phiếu là công nhận thấy là cái cơ hội với những cái cổ phiếu mạnh thì có thể là nó đã qua rồi khi mà nhiều cổ phiếu nó đã rơi vào trong những cái thời điểm gặp những cái hưng phấn ở trong ngắn hạn thế còn với nhóm ngân hàng này thì ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì mặc dù nó có tăng tốt nhưng mà chủ yếu là để cho những anh chị đã mua được ở trong những cái vùng giá tốt thì chúng ta chốt lời với cổ phiếu thôi thì trong những cái video trước để công nhiệm có giới thiệu với anh chị rất nhiều những cái cơ hội về những cái điểm mua cổ phiếu thì ở đây có nhóm cổ phiếu ngân hàng thì trong những cái video trong những cái buổi livestream thì chỉ tập trung vào một số những cái cổ phiếu có những cái vùng tín hiệu mua mạnh hơn so với cả những cái cổ phiếu còn lại ví dụ như là công nghiệp đoàn đó có view những cái cổ phiếu mạnh nhất thì nó là có hd bank ngoài ra thì nó có thêm ocb và có thêm những cái cổ phiếu như eib hay là cổ phiếu shb đó là những cái cổ phiếu mạnh để mà chúng ta mua vào khi mà cái nhóm cổ phiếu ngân hàng này, một số cổ phiếu có những cái tín hiệu điểm mua ngắn có dung đắc giảm thì thời điểm giảm đó sẽ là thời điểm công việc view mua nhiều hơn. Thế còn khi nó tăng thì công việc không view mua và sẽ view bán ra với cổ phiếu. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay, một số cổ phiếu để nó cũng có những cái chiều hướng là tăng giá tốt. Thì hôm nay thì cũng chủ yếu là view bán ra với cổ phiếu thôi. Thế nên là trong cái thời điểm này mà chúng ta thấy là cổ phiếu tăng giá dòng tiền vào nhưng mà gặp kháng cự thì chúng ta mua vào cái cổ phiếu ở trong thời điểm này thì nó lại rất dễ là đu vào trong một cái vùng đỉnh ngắn có thể là nó tiếp tục tăng dướn thêm một chút thế nhưng mà trong cái vùng này nó sẽ phù hợp hơn để chúng ta bán ra với cổ phiếu thì ở trong thời điểm này phần lớn những cái cổ phiếu ở trong nhóm ngân hàng sau một cái khoảng thời gian tăng tốt thì có cổ phiếu Việt Công Banh thì nó quay trở lại điều chỉnh với cái vùng chen lai giảm này thì ở đây chúng ta sẽ quan sát chú ý trong một vài phiên tới với cổ phiếu Việt Công Banh này nếu mà Việt Công Banh mà có chiều hướng mà phá đi xuống thì như vậy là ở đây là trước mắt là với việc công banh thì chúng ta thấy là giai đoạn sóng trước cũng khá là khỏe kéo về mặt điểm số với thị trường giai đoạn vừa rồi thị trường giảm điểm nhưng mà nó cũng quay trở lại tăng điểm và hỗ trợ về cái mặt điểm số cho thị trường rất là tốt thế nhưng mà thời điểm này thì nó lại có dấu hiệu là đang giảm xuống và trường hợp mà với cổ phiếu Vietcombank này Quay trở lại giảm mà phá vỡ luôn cả cái trendline à, Giảm hôm trước mà lại chui xuống Thì như vậy là đó là những cái tín hiệu khá là xấu Với à, cổ phiếu Vietcombank Cũng như là nó sẽ là một cái tín hiệu xấu Với thị trường chung Vì đây là coi như là một cái quá trình hồi phục Nhưng mà nó lại phi xuống Thì như vậy là nó chính là Một cái bull trap để mà Chúng ta có thể đánh giá Để còn thời điểm này trước tiên thì quan sát với cổ phiếu Việt Công Banh và có thể là thêm một vài cổ phiếu nữa thì ở đây thì có thể là thị trường chung nó sẽ đi theo vận động khác nhưng mà nếu mà có một vài những cái cổ phiếu nữa nhất là những cái cổ phiếu trụ lớn mà nó cũng diễn ra tương tự như cổ phiếu Việt Công Banh này ở trong tuần này cũng như là tuần sau thì chúng ta sẽ cần phải chú ý nhiều hơn về cái yếu tố là có thể nhịp hồi ngắn này vẫn dễ có chiều hướng là bị gãy và khó tạo những cái xu hướng tăng trong ngắn hạn cũng như là tiếp diễn cái xu hướng tăng trung hạn được nên là trong cái thời điểm này thì À, vẫn còn những cái kỳ vọng với thị trường là trong tuần này và tuần sau Để chúng ta có thể theo dõi thêm cái diễn biến Thì còn phần lớn những cái cổ phiếu ở trong nhóm cổ phiếu ngân hàng Hôm nay mặc dù tăng điểm Nhưng mà anh chị bạn nhìn trên đầu thị thì cũng biết là à, Nó cũng không phải là à, còn những cái cơ hội để tham gia về cái mặt điểm mua cho nó chuẩn điểm Cũng như là cái vùng giá mua để kỳ vọng được cái giá tốt Thì bây giờ thì nó cũng gần như là nó cũng đã qua rồi Chủ yếu là nghĩ tới cái kịch bản là nằm giữ tiếp Và có thể là chốt lời khi mà nó tăng giá thôi Thế còn à, với những cái cổ phiếu ở trong thời điểm này trong nhóm cổ phiếu về ngân hàng thì gần như là xét về cái mặt điểm mua thì chúng ta có thể là bỏ qua. Chúng ta à, sẽ không quan tâm tới nhóm này nữa. Thì ở đây cũng nhận sẽ lướt qua thêm một vài những cái cổ phiếu ở trong nhóm ngân hàng để cho bạn có thể nắm được là à, phần lớn là nó đã qua điểm mua. Những cái cổ phiếu hôm nay có điểm mua thì phần lớn là nó sẽ là yếu. Thế nên là cho bạn chú ý là à, mặc dù là có cổ phiếu có điểm mua nhưng mà cái thanh khoản giao dịch ở đây nó cũng không được nhiều nó khoảng mấy trăm triệu thôi và chúng ta sẽ không chú ý nhiều tới những cái cổ phiếu này mà chú ý tới những cái cổ phiếu mà nó đã có những cái tín hiệu mạnh hơn đã có những cái thời điểm có tín hiệu sau đó test trở lại đó. thì thời điểm đó là những cái thời điểm thuận lợi nhất để chúng ta tham gia điểm mua và hôm nay thì nó tăng điểm mạnh thì cũng là thời điểm thuận lợi để chúng ta bán chốt lời trong ngắn hạn thì trong thời điểm này nó chưa có những cái tín hiệu là tiếp diễn được cái xu hướng tăng. Thì giả sử bây giờ nó vượt qua được kháng cự và sau đó nó lại test trở lại thì đó là những cái thời điểm chúng ta kỳ vọng hơn là những những cái cổ phiếu ở trong nhóm ngân hàng này nó tạo được những cái xu hướng tăng ngắn và đồng nghĩa với việc là nó có thể có một cái xu hướng về trung hạn được. Thì khi đó chúng ta có thể xem xét vào hàng ở giai đoạn sau. nhưng còn thời điểm này bán ra để mà bỏ ra một phần chi phí cơ hội. Đó là nếu mà nó không vượt được cản mà nó quay trở lại nó giảm thì như vậy là chúng ta bán được ở một vùng đỉnh ngắn và sau đó thì lại chờ mua ở trong cái giai đoạn sau khi nó điều chỉnh xong. Hoặc là về những cái vùng bi quan, vùng giá thấp hơn thì khi đó thì chúng ta lại tham gia mua trở lại với cổ phiếu. Thế còn ở đây thì nhóm cổ phiếu ngân hàng thì gần như là cũng có thể cho bạn chú ý là chúng ta cũng không cần phải quan tâm ở trong cái thời điểm này ví dụ OCB hôm trước có mạnh hôm nay nó tăng mạnh không bán ở à, trong buổi sáng để đến buổi chiều nó rút chân trở lại thì chúng ta lại không bán ở cái vùng giá tốt thì đây là tiền thì nó vào đó nhưng mà áp lực bán để nó vẫn còn rất là nhiều khi mà cổ phiếu chạm đúng cái vùng cản về dài hạn thì đây là ở đây thì cái cản trong vị trí mô cư nó cũng vẫn là những cái cản mạnh à, ngay kể cả với chỉ số vn nên này chỉ bạn chúng ta có thể là xem xét chú ý. Thế còn ở đây là tiếp đến là một số những cái nhóm cổ phiếu khác như là nhóm cổ phiếu bất động sản thì trong cái thời điểm này cũng phần lớn những cái cổ phiếu ở trong nhóm bất động sản giai đoạn vừa qua tăng mạnh thì chủ yếu nó cũng đang gặp kháng cự hoặc là có vượt qua kháng cự rồi nhưng mà nó cũng dễ bị yếu và cái giai đoạn sau này nó có rung lắc test lại thì công việc đánh giá là cái nhóm cổ phiếu về bất động sản có thể là nó sẽ là một cái nhóm cổ phiếu mạnh dẫn sóng bên cạnh nhóm cổ phiếu về bất động sản này sẽ có thêm nhóm cổ phiếu ngành thép và ngoài ra thì chúng ta sẽ chú trọng hơn vào nhóm cổ phiếu ngân hàng ở giai đoạn sau này thì ở đây có novaland đang chạm gần chậm cản rồi à, bây giờ e thì cổ phiếu này hơi yếu thế còn à, phát đạt thì nó cũng vượt qua được à, cản hết rồi nhưng mà sau đó thì nó gặp luôn cái vùng hưng phấn và thường cái vùng hưng phấn thì rất dễ là cái vùng đỉnh thế nên là trong một vài cái phiên này mặc dù là nó có tăng lên được nhưng mà thấy hưng phấn thì chúng ta cũng chủ yếu xem xét để bán ra trong ngắn hạn thôi để chờ nó giảm chúng ta mua lại rồi ngoài ra thì có những cái cổ phiếu à, khác như là kdh này ở đây di thì gặp cản rồi rồi đất xanh thì cũng vượt qua cản nhưng mà lại hưng phấn thế nên là hưng phấn để bắt đầu lại quay trở lại giảm thì là ở đây là những cái cổ phiếu này có thể là vẫn tích lũy đi ngang ở trên cái vùng này một vài phiên hoặc là tăng dướn lên một nhịp thế nhưng mà nó có chiều hướng là thị trường chung mà rơi vào một vài phiên tăng nữa trong tuần này cũng như là đầu tuần sau mà nó bắt đầu có chiều hướng uh, tăng lên cùng chung một nhịp với thị trường thì có khi là thanh khoản lớn cái nào nó lại sẽ tạo đáy nên ví dụ như là trong một vài phiên này mà trường hợp anh chị mà cứ thấy một cái phiên giao dịch với uh, viên đích mà cái dòng tiền nó vào lớn ấy thì công nghiệm đánh giá là nó rất dễ là vùng đỉnh vì thường vùng đỉnh thì khi mà dòng tiền nhỏ phô mô vào thì lúc đó thì nhà đầu tư lớn thì họ mới thoát được hàng thế nên là trong những cái thời điểm ở những cái vùng đỉnh đây thì anh chị bạn cũng có thể thấy là À, kể cả những cái vùng đỉnh nhỏ nhỏ trong cái giai đoạn trước ở cái sóng hồi này, thì cứ khi mà tiền lớn vào cái là bắt đầu là quay trở lại là giảm rất là mạnh, thế nên là chúng ta cần chú ý là uh, trong những cái thời điểm này mà nó uh, có những cái phiên thanh khoản tiền vào cực lớn, thì đó là những cái thời điểm mà chúng ta lại phải nghĩ đến kịch bản là chúng ta phải bán ra với cổ phiếu, chứ không phải là chúng ta mua vào với cổ phiếu vì hôm đó là những cái hôm để cho chúng ta bán hết ra với cổ phiếu, thế nên là anh chị bạn chúng ta giai đoạn này cũng đang cần phải chú ý những cái phiên tăng mạnh ở trong một vài những cái phiên trong tuần này cũng như tuần sau uh, tiền vào lớn đó là thời điểm để chúng ta bán ra uh, trong ngắn hạn sau đó thì sẽ chờ mua trở lại trong những cái thời điểm uh, cổ phiếu cũng như là tự, thị trường rung lắc điều chỉnh thì khi đó thì chúng ta sẽ tham gia được ở vùng giá tốt hơn cũng như là khi tham gia được vùng giá tốt hơn rồi thì đoạn sau thì chúng ta nắm vào vào được xu hướng thì chúng ta sẽ lại tìm kiếm được những cái mức lợi nhuận tốt hơn thì ở đây là một số những cái cổ phiếu khác ở trong nhóm cổ phiếu về à, uh, bất động sản thì cũng tương tự như vậy thôi ở đây thì đất xanh rồi này rồi nam long rồi tiếp đến là dig hdg rồi hag ở đây thì gần như những cái cổ phiếu yếu thì nó lại ở bên dưới mà để tăng được tới kháng cự thì thường là có thể là nó sẽ gặp khó khăn hơn còn những cái cổ phiếu khỏe nó vượt qua rồi thì giai đoạn này nó có chiều hướng là dùng nắc test trở lại đi thì thời điểm sau cái sóng sau này cũng nhận thấy là nó sẽ là cơ hội lớn hơn với những cái cổ phiếu ở trong nhóm mã cổ phiếu về bất động sản này cũng như là với cả thị trường chung nữa và đoạn này ví dụ như là hồi lên cái vùng khoảng 1137 1143 sau đó là Dung Đắc điều chỉnh lại sau đó thì bắt đầu là sau cái quá trình điều chỉnh lại thì nó tích lũy đủ được khoảng đấy là 2 đến 3 tuần thì cái cơ hội của chúng ta kỳ vọng vào một cái sóng nó khỏe hơn và nó tăng tốt hơn thì nó là có nên là ở đây nó chưa tích lũy đủ mà chúng ta đã kỳ vọng ngay vào một cái sóng tăng lớn rồi thì như vậy là nó sẽ hơi sớm. đấy nhưng mà có thể là chúng ta cũng cân nhắc là giải ngân gọi là một phần tiền để mà chúng ta có được những cái vị thế mua. thì ở đây có một số những cái cổ phiếu khác nữa. thì trong cái nhóm này thì những cái cổ phiếu khỏe thì nó đã chạy lên trên rồi. thì chỉ còn một vài những cái cổ phiếu yếu yếu là nó đang có chiều hướng là cũng còn cách xa kháng cự nhưng là vẫn còn cơ hội chạy thêm một cái nhịp nhỏ nữa. thế còn nhóm cổ phiếu chứng khoán thì ở đây thì cũng tương tự như vậy thôi. nó cũng đều vượt qua cái xem giảm rồi. Nhưng mà trong cái vùng này thì có một số cổ phiếu thì đã tăng tốt và hưng phấn rồi. Và khi mà hưng phấn thì nó cũng đang có chiều hướng là quay trở lại giảm. Ví dụ như ở đây có một số cổ phiếu mà có chiều hướng hưng phấn. Ví dụ như FTS này chẳng hạn tăng một vài phiên hưng phấn. Thì hôm nay nó bắt đầu là mở phiên ở bên trên và sau đó là giảm một chút. Rồi hay là VX ở đây cũng gần tới vùng hưng phấn rồi. Đang chạm cái vùng mây cả. Thì là nó cũng đang có chiều hướng quay trở lại và những cái cổ phiếu này công nhận đánh giá nó có thể là dùng lắc một vài phiên ở đây sau đó thì bắt đầu có thể nó bắt đầu từ từ đi xuống BSI cũng vậy này rồi CTS thì cũng vậy nó có một số cổ phiếu hưng phấn rồi và ở đây nó cũng đang chờ đợi những cái tín hiệu chung của nhiều cổ phiếu khác thôi Thế còn dầu khí ở đây thì giai đoạn này cũng không có nhiều những cái cơ hội, những cái điểm mua để công nhận thấy dầu khí nó cũng không đến mức quá đẹp. Nhưng mà nó cũng có thể hồi phục thêm được khoảng một vài phần trăm gọi là ở trong thời điểm này thì với những cái vùng giá hiện tại thì cũng nhận thấy nếu mà chúng ta kiếm lợi nhuận khoảng đâu đấy là tầm ba phần trăm có nghĩa là ba phần trăm là được nhưng mà để mà kiếm lợi nhuận khoảng đâu đấy nhiều hơn thì cũng khá khiếm cổ phiếu nó có thể tăng mạnh tiếp và có thể là phải quay trở lại điều chỉnh rồi bắt đầu vào những cái xu hướng tăng mới thì lúc đó kỳ vọng được cái mức lợi nhuận nhiều hơn ở đây thì lướt qua một chút với một số những cái cổ phiếu ở trong cái nhóm cổ phiếu dầu khí này. PVs ở trong cái vùng này nó cũng chững lại rồi. Tiếp đến là PVD cũng chững lại. Hôm nay thị trường FOMO tăng nhưng mà gần như là dòng tiền không vào nhóm cổ phiếu dầu khí. Dòng tiền vào nhóm cổ phiếu ngân hàng nhưng mà ngân hàng này lại rút chân cả. Những cái tín hiệu mà dòng tiền vào nhưng mà lại không đủ, vẫn cùng vẫn mạnh như vậy là nó có thể sẽ đi ngang một hai phiên để các dòng khác lại cũng có thể thử tiền vào xem nào. À, cái dòng tiền vào thì có tăng được hay không, cung nó còn nhiều hay không. Nếu mà còn nhiều thì nó lại phải quay trở lại, nó điều chỉnh để chờ đợi giai đoạn sau để bắt đầu mới à, có thể là cái lượng cung ít đi rồi. Lúc đó thì nó dễ dàng vượt qua hơn. VVC cũng tăng dướn lên, sau đó lại hiện tại lại giảm xuống. Cũng gần như một cái lên rút chân. Nhóm ngành thép thì cũng tương tự như vậy thôi. Nhóm ngành thép ở đoạn này thì hôm nay thì cũng bị áp lực bán cũng khá là nhiều mặc dù phiên trước này có tiền vào nhưng mà công ty vẫn đánh giá tiền vào là để bán để nên là hôm qua nhóm ngành thép mà nó có tăng Thì công ty vẫn khuyên bán thôi à, từ hòa phát rồi hoa sen này rồi đến uh, tvn nam kim đó thì chúng ta chú ý là cứ tiền vào là chúng ta phải xem xét chú ý thôi đoạn này viên đích mà cũng có tiền vào cái này chúng ta phải xem xét chú ý chứ không là uh, đến khi mà nó quay trở lại nó điều chỉnh có thể test lại cái đáy này thì lúc đó thì chúng ta lại bị uh, mua ở trên này và lỗ xuống dưới này thành ra là cái quá trình mà mặc dù là cũng có hồi phục một chút nhưng chúng ta lại không giao dịch hiệu quả thì đó là lướt qua một số những cái nhóm ngành thì ở đây thì công nhận sẽ trở lại với những cái tín hiệu về robot hôm nay nó cảnh báo về những cái tín hiệu mua bán xem mà chúng ta có những cái cơ hội nào hay không thì anh chị các bạn chú ý là trong cái vùng giá như ngày hôm nay thì nếu mà chúng ta đầu tư đánh đất tích cộng thì công nhận thấy là nó có vẻ là không được phù hợp cho cho số đồng nữa rồi và trong cái thời điểm này thì có thể chúng ta nắm giữ tiền luôn cũng được không nhất thiết là phải tham gia về cái mặt điểm mua thì công nhận vẫn sẽ bách tết vẫn tìm kiếm được những cái cổ phiếu mà hôm nay nó đang có những cái điểm mua đây để giới thiệu với anh chị về những cái tín hiệu một số cổ phiếu đang có những cái tín hiệu về cái chiều mua trong ngắn hạn cũng như là có thể là nó tạo được xu hướng mà cổ phiếu nào nó tích lũy đẹp được thì công nghiệp cũng vẫn sẽ giới thiệu để anh chị và bạn chúng ta đang tìm kiếm cơ hội thì chúng ta sẽ chú ý tới những cái cổ phiếu này. Thì ở đây thì đầu tiên nhất là những cái tín hiệu của năm nay thì đây là DIG này. Chị chờ một lát này. nay có ad nhầm zoom không? thì hôm nay có tín hiệu với BVB nó nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng thì nó có tín hiệu nhưng mà ở đây thì hôm nay mới có tín hiệu là hơi yếu ngoài ra thì có DDV cũng có tín hiệu thì hôm nay thì cũng không có dòng tiền vào nhiều như về cái mặt tín hiệu T cộng ngắn hạn thì có thể nó vẫn hồi thêm một chút với cái cổ phiếu DDV này naf thì hiện tại hồi lên nhưng mà gãy rồi có tín hiệu bán để thường là với tín hiệu này là thoát thôi vì cổ phiếu nó yếu nó tăng lên được mà nó gãy như này nó bán thôi còn cổ phiếu khác mà nó quay trở lại nó test như này thì khi đó để thường là mua, mua xong mà gãy thì cũng bán. ST8 hôm nay thì cũng có tiền vào một chút và tăng 7% tăng trần thì hôm nay nó có cái điểm mua thì trên buổi livestream trưa nay thì cũng có giới thiệu với chị rồi. DG thì hôm nay nó tạo điểm mua theo xu hướng như các bạn thấy là nó cũng sau một cái quá trình mà tăng lên mạnh như này thì thường là chúng ta phải chú ý là những cái sóng mà nó đi ngang ra nó tích lũy tạo nền được biến động trong một biên độ hẹp nhỏ nhỏ một chút thì À, khi đó thì nó mới dễ có sóng mạnh chứ thời điểm này chúng ta thấy là bây giờ chẳng lẽ có một cái sóng mà nó phi thẳng lên luôn thì như vậy thì nó phải là rơi vào trong những cái thời điểm mà áp cũng như là dòng tiền cũng tham gia thị trường mà tài khoản nó cực mạnh thì khi đó thì bắt đầu mới có những cái chiều hướng là nó tăng lên như vậy được chứ thời điểm này thì cũng nhận thấy là cái khả năng mà tới vùng này sau đó nó quay trở lại nó quay trở lại để mà nó có thể là À, tạo những cái con sóng nhỏ trước đã sau đó thì bắt đầu sau khi có những cái con sóng nhỏ trước thì phần lớn nhà đầu tư sẽ đều mua trong một cái vùng giá nào đó thì khi đó thì bắt đầu nó mới có thể là tăng lên mạnh hơn được thì đó là một số những cái cổ phiếu mà có tín hiệu mua bán ở trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay thì cũng đã nhân nhóm một vài những cái tín hiệu bán rồi chưa biết những cái phiên sau có thêm những cái tín hiệu nào không ở Vietcombank thì có khi là nằm trong cái list mà dễ có tín hiệu bán rồi còn ở đây thì về những cái cơ hội tham gia về mặt điểm mua thì công nhận thấy là cũng có một số những cái cơ hội của một số những cái cổ phiếu mà lọc ra ở đây thì ưu tiên nhất là vẫn là mua theo cái chiều giảm có nghĩa là sau khi có điểm mua và nó có dung nắc giảm thì chúng ta mới chú ý mua để kỳ vọng là nếu mà trường hợp mà nó test trở lại sau đó thì bắt đầu nó tăng lên thì chúng ta sẽ kỳ vọng ăn là một vài phần trăm lợi nhuận giai đoạn này thì trước mắt là như vậy thế còn anh chị nào mà chúng ta À, kỳ vọng về cái xu hướng dài hơi hơn để chúng ta cứ nắm giữ với cổ phiếu vì dù sao đây với vùng giá một số cổ phiếu như vinhome này thì nó cũng đang có những cái tín hiệu để dành gần một phần sau đó thì có thể là chờ đợi những cái tín hiệu à, có thể là giai đoạn sau này nó giảm nó lại có điểm mua tiếp thì lại bắt đầu gia tăng với cổ phiếu thế nên là trong những cái điểm này thì nó vẫn là những cái điểm mà anh chị nào quyết định nắm giữ dài hạn với cổ phiếu để chúng ta có thể xem xét mua gom được thì ở đây đầu tiên là có vinhome rồi thứ hai là có à, dtd tiếp đến là VGI này, đây là những cái cổ phiếu mà cậu nhận thấy là nó đang à, trong cái vùng giá hiện tại cũng như là giảm một chút thì có thể xem xét mua được, có BSR, rồi có TCD trong vùng giá hiện tại này, rồi FIT, à, ASM, rồi HX này, tiếp đến là BVH. Đó, thì thường những cái đoạn giảm giảm như này thì chúng ta sẽ xem xét mua hoặc là ngay trong đầu phiên chúng ta mua. Thì với những cái tín hiệu những cái cổ phiếu như này thì nó ít nhất là phải quanh những cái điểm mua trước đó và điểm mua trước đó thì nó cũng có những cái dòng tiền tham gia cũng như là nó tăng tốt thì càng tốt để chúng ta có thể kỳ vọng là một cái điểm mua được sát suất cao. Ở đây thì có ABS này, rồi TSC, nó là giống như cái kiểu là có điểm mua, sau đó thì những cái phiên mà nó rung lắc đi ngang mà vẫn trong cái vùng điểm mua chúng ta mua vào, mua vào sau đó thì nó tăng lên, à, tăng thêm phiên nữa thì là hàng về rồi, chúng ta có thể xem xét bán ngay với cổ phiếu để đánh lướt trong ngắn hạn. Thế còn nếu mà chúng ta à, muốn kỳ vọng về dài hạn hơn với cổ phiếu thì đoạn này chính là cái điểm mà có thể là mua gom một phần sau đó để lại chờ đợi nó có đi ngang tích lũy và giai đoạn sau này nó có những cái cơ hội những cái điểm mua tiếp theo thì chúng ta lại vào hàng thêm sau đó lại bắt đầu vào hàng thêm thì như vậy là có thể là trong thời điểm này nó cũng vẫn phù hợp với những nhà đầu tư có ý định mua gom với cổ phiếu ở đây là có TTF nữa này rồi uh, DHC đó, DHC hôm nay thì công nhận cũng view là từ trong hôm qua rồi nó đang giảm như này mua thì nó phù hợp để trường hợp ví dụ hôm nay nó tăng 2,3%, ngày mai nó lại tăng thêm khoảng 3% chẳng hạn thì là hàng về cái thì chiều mai lại tăng 5% nữa là lôi hàng ra bán luôn, à, kiếm những cái mức lợi nhuận trong ngắn hạn nó là như vậy. Ở đây thì có Vinamilk nữa. Vinamilk đang giảm này, tới vùng này thì thường là mua trong cái đoạn này thì cái xác suất mà với những cái tín hiệu cổ phiếu mà nó đi xuống cái là nó sẽ có những cái tín hiệu bán ngay thì khi đó thì chúng ta à, mua lướt ngắn hạn nó phù hợp còn với cổ phiếu Vinamilk này ngày mai mà tăng thì chúng ta mới mua vì chất là ngày mai nó phải tăng điểm ví dụ nó hồi phục nó test lại nó tạo đáy hai thì ở đây ngày mai nó phải tăng thì trong đoạn này tăng mới mua còn không tăng thì không mua ngay kể cả trong cái nhóm cổ phiếu về ngân hàng có việt công banh cũng vậy nếu mà ngày ví dụ trong cái phiên ngày mai nó đang giảm như vậy nhưng mà bỗng dưng là nó có một cây liền xanh nó tăng thì đó chính là những cái thời điểm mà chúng ta kỳ vọng là à, cổ phiếu này nó đang tạo cái đáy sao cao hơn đáy trước rồi thì như vậy là chúng ta nhảy vào chúng ta mua và khi mà mua như vậy phá cái đáy để chúng ta bán thôi thì như vậy là công nhận thấy là nó cũng phù hợp với chiến lược ở trong cái giai đoạn này để anh chị bạn chúng ta có thể tham khảo về mặt điểm mua có Masan à, nó cũng tương tự như vậy thôi nó Masan thì hôm nay nó có cây đến xanh rồi thì trong ngày mai giả sử nó tăng thêm một cái để chúng ta chú ý để xem xét về cái mặt điểm mua thôi nó giống như là cái cổ phiếu um, thế giới di động này đó thì ở đây thì hôm trước thì nó đang có chiều hướng là lên sau nó đi xuống, đi xuống thì nó quay ngược lên nó có điểm mua cái này, nhảy vào mua. Nhảy vào mua thì hôm nay nó tăng được đấy 3,8%. Như vậy là có thể là ngày mai hàng về cái nên là à, nó tăng thêm chút nữa là bán thôi hoặc nó đi ngang mà vẫn lợi nhuận được khoảng đâu đấy 3 đến 5% này cũng có thể bán ra để đánh lướt trong ngắn hạn. Thế còn về những cái tín hiệu chung dài hạn thì dĩ nhiên là là cũng có rồi nhưng thời điểm này nó chưa thuận lợi để chúng ta tham gia vào những cái điểm mua chung dài hạn như vậy thì đây là công diện trước mắt chỉ giới thiệu với anh chị những cái điểm mua thì cộng ngắn hạn đã thì còn những cái điểm mua chung dài hạn thì nó phải có uh, thời gian tích lũy được và khi đó nó tạo được xu hướng thì khi đó bắt đầu chúng ta mới tham gia vào những cái điểm mua chung dài hạn chứ không phải là chỉ vội đánh tiền cộng ngắn hạn thôi thì ở đây có một số những cái cổ phiếu khác nữa như là SBT này đang giảm về những cái vùng hôm trước có điểm mua này rồi có QLS này thì nó cũng đang rung lắc đi ngang ở đây giảm và thanh khoản thấp thấp rồi nên là những cái đoạn này thì vẫn view cho bạn xem xét tham gia mua rồi pan ở đây có rung lắc thì chúng ta vẫn chú ý là có thể xem xét mua được rồi Sabeco ở đây mặc dù có điểm bán ở đây nhưng mà trong cái vùng này nó phiên sau nó phiên này thì nó cũng tăng lên một chút rồi nhưng phiên sau mà nó cũng có chiều hướng tăng tiếp vẫn là những cái điểm chúng ta kỳ vọng mua để mà trường hợp mà như sau nó tạo đáy sau cao hơn này trước mà cũng là nó tăng lên thêm thì chúng ta mua vào mà đặt cắt lỗ lại dưới cái cây lến mà ở cái này coi như kỳ vọng đây là cái vùng đáy hai thì khi đó thì chúng ta đặt cắt lỗ vừa là trong những cái vùng tầm kiểm soát được cũng như là nó tăng lên thì chúng ta lại kỳ vọng lợi nhuận được rồi L ở đây thì ở đây thì cũng đang rung lắc giảm chút để chúng ta có thể xem xét rồi BCC này rồi À, VCS này nó cũng đang dùng lắc giảm, nên chỉ bạn chú ý LDG cũng tương tự như vậy, rồi TIP cũng tương tự như vậy thôi, nó cũng chẳng khác gì những cái cổ phiếu ở trong nhóm ngân hàng ở trong cái đoạn vừa rồi. Ví dụ như là MSB chẳng hạn, sau khi có điểm mua, Thì là bỗng dưng đang dùng lắc giảm, đây thì chúng ta nhảy vào chúng ta mua để chờ đợi những cái đoạn tăng này chúng ta ăn nhịp ngắn hay là những cái cổ phiếu như SHB thì cũng tương tự như vậy, đang mới có điểm mua đây dùng lắc giảm giảm thì chúng ta mua mua vào thì chúng ta chờ đợi những cái điểm tăng này để chúng ta bán thôi. Thế nên là đó là cái những cái cổ phiếu mà công nhận thấy là vẫn còn cơ hội thì anh chị bạn chú ý là cái đoạn này nó rơi vào trong cuối tuần này cũng như là rơi vào đầu tuần tới thì nó cũng sẽ có chiều hướng là thị trường có thể nếu mà tăng mạnh lên có tiền vào thì đó là những cái phiên bán này đây là à, có thể là đoạn này nó à, chưa biết là ngày nào có thể là ngay trong à, thứ năm hoặc là ngay trong thứ sáu hoặc là đầu tuần thế nên là chúng ta chưa biết ngày nào nên là sợ nhất là mua xong thế là nó có những cái phiên như vậy sau đó hàng thì chúng ta chưa về sau đó này nó lại quay trở lại nó giảm thì khi đó anh chị lại không kịp bán ra được với cổ phiếu thế nên là chúng ta chú ý là đến những cái đoạn như này thì chúng ta có thể vào hàng ít đi thôi chúng ta sẽ quản trị rủi ro bằng cách là có thể chúng ta sử dụng những cái tiền lượng tiền nhỏ thôi để chúng ta à, tạm thời là nếu mà có à, rủi ro thì chúng ta vẫn bị ảnh hưởng nhỏ và khi đó thì cái lượng tiền lớn của chúng ta vẫn có thể chờ đợi để giai đoạn sau này thì khi đó để chúng ta vẫn sẽ có được những cái phương án tốt ở trong cái quá trình đầu tư thì đó là view về những cái cổ phiếu mà có những cái cơ hội để cho bạn có thể chú ý tham gia thế còn giờ công nhiệm sẽ chuyển sang view một chút với những cái thông tin giao dịch cơ bản của thị trường ở trong cái phiên giao dịch buổi trong ngày hôm nay thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay với chỉ số VN-Index thì đóng cửa 1.109.73 điểm tăng 9,66 điểm và tăng 0,88%. Thanh khoản giao dịch là hơn 17.000 tỷ. Cuối ngoại thì vẫn bán dòng 334 tỷ với sàn OC, sàn HNX tăng tăng 1,32 điểm, tăng 0,58%. Thanh khoản giao dịch là 1,71 nghìn tỷ. Cuối ngoại thì bán dòng gần 28 tỷ với sàn HNX. Sàn Upcom tăng 0,65 điểm, tăng 0,76% thanh khoản giao dịch là 681 tỷ. Khối ngoại bán dòng hơn 10 tỷ với sàn upcom. Thì hôm nay thanh khoản giao dịch của thị trường nó chỉ vượt qua trung bình 20 phiên thôi. Nhưng mà nó chưa bằng những cái phiên thanh khoản giao dịch mạnh, những cái phiên mà VNX có điểm mua. Cũng như là sau đó hai phiên thì thanh khoản nó còn lớn hơn rất là nhiều. thì là đoạn này thì tiền có vẻ là là không vào nhiều rồi. Đấy là có thể công nghiệm đánh giá là với những cái mức tiền yếu như này mà trong một vài phiên này kéo lên thì, thì bạn chúng ta cần chú ý là nghĩ đến bán là nhiều hơn thanh khoản giao dịch cả ba sàn ở đây là uh, chỗ này là khoảng uh, gần 19 này thì 19.500 tỷ với uh, cả ba sàn thị trường thế giới thì ở đây thì cũng uh, có nhiều sắc xanh nhưng chúng ta cũng không quan tâm nhiều quan tâm nhất là những cái cổ phiếu mà chúng ta tham gia vào cái chiều mua bán nó có tín hiệu như nào thì ở đây nhóm bán lẻ là cái nhóm hỗ trợ về mặt điểm số uh, nhóm tăng điểm tốt nhất ngoài ra thì đầu tư chứng khoán phi chứng khoán này ngân hàng truyền thông hàng cá nhân và gia dụng, công nghệ thông tin, hóa chất, thực phẩm và đồ uống, ô tô và phụ tùng, hàng và dịch vụ công nghiệp, rồi nhóm chứng khoán, dầu khí, bảo hiểm, xây dựng vật liệu, bất động sản, y tế, rồi điện nước xăng dầu khí đốt là nhóm cổ phiếu trụ, chủ, chủ yếu là ngân hàng, rồi bất động sản, rồi dầu khí. Rồi ở đây thì có thêm bán lẻ là những cái nhóm hỗ trợ về mặt điểm số đây là thị trường tăng điểm tốt. Thế còn cái nhóm giảm điểm thì hôm trước có nhóm ngành thép mà nó tăng tốt thì hôm nay nó đang có áp lực chốt lời và giảm nhẹ thôi. Ngoài ra có nhóm viễn thông, du lịch và giải trí. Còn về cung cầu ở trong hôm nay thì cái chiều mua lên với cổ phiếu thì cũng chiếm đa số Mua giá xanh có 365 mã tăng với sàn OC 171 mã giảm, còn 91 mã tham chiếu. Chiều mua giao dịch giá xanh khoảng 11.387 tỷ, giao dịch ở giá đỏ khoảng 2.990 tỷ, khoảng lúc đấy 1.147 tỷ là giao dịch ở giá tham chiếu hiện tại thị trường thì đã gần như là test lại đường MA20 rồi nhưng mà 20 thì cũng có chiều hướng đi xuống ở đây để công diện sẽ đếm đến một chốt này hai này, này chỗ này bốn như vậy là khoảng đâu đấy 20 đến là nó và rơi vào cây đến này cây đến này thì ngày mai mà 20 nó lại tiếp tục đi xuống như vậy là đi xuống để ở đây là chúng ta mà thấy thị trường đi lên mạnh thì nó lại gặp cản ngay đường MA50 và nó lại dễ quay trở lại test cái đường MA20 đoạn sau Thế nên là trong cái vùng này là rất là lưng chừng để mà tham gia điểm mua thì dĩ nhiên là cơ hội tiêu cộng thì vẫn có. Thế nhưng mà nó sẽ không được những cái kỳ vọng mà tốt ở trong cái thời điểm này. Thì bạn chú ý về kháng cự nó ngay bên trên. Còn giả sử khi gặp khi tăng lên gặp kháng cự nó test lại rồi thì thời điểm sau này chúng ta lại có nhiều kỳ vọng hơn. Nó chẳng khác gì ở trong những cái giai đoạn trước khi mà vượt qua đường MA20 rồi mà tăng mạnh lên thì bỗng dưng là có thể vẫn vượt qua cản MA50 được nhưng mà sau đó thì nó lại có chiều hướng là phi xuống. Thế nên là chúng ta cần phải chú ý là trong cái vùng lưng chừng này thì cơ hội thì cũng vẫn có nhưng mà nó sẽ không ở cái mức gọi là cơ hội quá lớn. Thế nên là chúng ta sẽ chờ đợi những cái cơ hội lớn ở trong cái giai đoạn sau này có thể tăng lên thêm và test lại giai đoạn sau này. Lúc đó để có cơ hội lớn hơn. À, giao dịch của khối ngoại thì hôm nay thì cũng vẫn tiếp tục bán dòng thôi. Tự doanh thì trong uh, phiên hôm nay thì không có thống kê nhưng mà trong hai phiên gần đây thì cũng có bán dòng. Phiên uh, 13 tháng 1 thì bán dòng à, ở mức à, trong ngày hôm qua thì bán dòng ít khoảng 9 tỷ thôi nhưng mà cuối tuần trước thì bán dòng 458 tỷ Thế còn về những cái cổ phiếu trụ ảnh hưởng lớn đến mặt điểm số thì hôm nay ở à, chiều tăng được hỗ trợ từ BID rồi VVBank, Vietcombank, Việt Công Bank, Thế Giới Di Động, EIB, Tích Công Bank, CTG, MV Bank, FPT, SHB ở đây thì ở à, chiều giảm ảnh hưởng từ Vinhome, Hòa Phát, LGC, PGV, TIG HD Bank, đất xanh này, PAO này, BMP này, SGS. Thì đó là những cái thông tin giao dịch cơ bản của thị trường. Thì anh chị các bạn ở đây, anh chị các bạn chú ý cho công nghệ một chút. Đó là với những cái tín hiệu robot này thì cái tỷ lệ đúng của nó chỉ khoảng đâu đấy là tầm được khoảng đâu đấy là tầm 70% thôi mà 30% sai. Thế nhưng mà chúng ta trong đầu tư thì chúng ta chú ý là À, những cái tín hiệu robot này thì công nghiệp đã xây dựng với những cái chiến lược mua bán thì với những cái tỷ lệ chiến thắng ở đây thì tuy là nó ở mức thấp nhưng mà làm sao mà những cái con sóng ví dụ như là ví dụ thì thị trường đang ở trong những cái sóng hồi chẳng hạn thì ở đây thì cái mức lợi nhuận của nó thì chúng ta sẽ đặt ở mức thấp nhưng mà khi thị trường mà có những cái tín hiệu ở xu hướng tăng thì chúng ta sẽ đặt cái target à, cái mức lợi nhuận nhiều hơn thế nên là ở chúng ta nắm bắt được cái bài toán xác suất thì chúng ta sẽ phải chú ý là với một cái tỷ lệ à, với cổ phiếu ở đây là một cái chiến lược đầu tiên là cái chiến lược sớm này chiến lược sớm là những cái chiến lược mà trong ngắn hạn trong ngắn hạn với cái chiến lược này thì cái tỷ lệ chiến thắng nó chỉ được khoảng đâu đấy là tầm 30% thôi và Uh, tỷ lệ sai khoảng đâu đấy là tầm 70% Nhưng mà mỗi lần thắng thì nó khoảng đâu đấy được trung bình 20% Mỗi lần sai thì nó mất khoảng 5% Thì chúng ta phải chú ý đặt cắt lỗ nó phải rơi vào cái mức khoảng 56% Vi phạm là chúng ta cắt để làm sao mà kiểm soát được cái mức thua lỗ Và uh, ở cái sóng này thì nó là cái sóng nhỏ Thì dĩ nhiên là đặt cái mức lợi nhuận nó phải ở cái mức dưới cái mức trung bình này rồi Và do là những cái sóng hồi nên là dưới mức trung bình thì chúng ta cũng chỉ kỳ vọng Cái mức lợi nhuận nó khoảng đâu đấy là tầm 5 đến 7% là công nhận thấy phù hợp do là thời điểm này thì thị trường nó cũng đang có chiều hướng là yếu. Thế còn khi mà nó bước vào sóng tăng rồi thì chúng ta có thể đặt những cái mức lợi nhuận target là ngang bằng hoặc là nếu mà có những cái sóng về chung dài hạn được thì chúng ta lại đặt những cái mức target nhiều hơn. Thì đây là tùy thuộc vào mỗi con sóng mà chúng ta có những cái phương án cho nó phù hợp. Thì ở đây là về dài hạn trong 25 năm, có nghĩa là trong 25 năm thì cái quá trình mà đầu tư nó có thể là À, có tăng có giảm nên là không phải lúc nào nó cũng tăng trưởng là tài sản chỉ bạn chú ta là chú ý là như vậy đây là những cái chiến lược ngắn hạn như là có những cái chiến lược khác mà nó có những cái chiều hướng là được hiệu quả hơn ví dụ như ở đây thì công nghiệp có thêm những cái chiến lược về à, mua bán theo xu hướng thì mua bán theo xu hướng thì nó à, tuy là nó mua cao hơn những cái điểm mua ngắn này nhưng mà nó sẽ được cái tỷ lệ chiến thắng cao hơn cũng như là nó sẽ mang lại cái hiệu quả hơn ví dụ ở đây là được khoảng đâu đấy là 201 lần thì còn lúc nãy thì chỉ được khoảng ở đây tầm 15 15 lần thôi và tỷ lệ đúng ở đây được 35 sai là 64 ở đây thì mỗi lần đúng thì trung bình được khoảng 23 mỗi lần sai cắt lỗ khoảng 56 thôi thế còn về cái quá trình tài sản thì nó có thời điểm nó tăng trưởng được cũng khá là nhiều thì ở đây là được khoảng 202 lần cái thời điểm cao nhất là được 305 lần thế còn về những cái tín hiệu trung uh, dài hạn hơn với cổ phiếu thì nó cũng uh, sẽ có những cái chiều hướng đó là với một cái quá trình đầu tư về cái danh mục này nếu mà chúng ta lựa chọn được những cái cổ phiếu mà nó tương thích được thì chúng ta sẽ có được những cái kết quả là nó sẽ tốt hơn rất là nhiều ví dụ như là ở đây nếu mà xét về những cái tín hiệu về 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 chung dài hạn với một cái danh mục với cổ phiếu mà cái con bot trung hạn này nó đánh thì nó đạt được cái hiệu suất là khoảng đâu đấy là 689 lần này với cổ phiếu và xác suất đúng được khoảng 60%, xác suất sai là 40% và với cái chiến lược này thì nó sẽ là cái chiến lược chủ đạo và giai đoạn sau này nhưng mà chúng ta phải đánh từ những cái chiến lược theo xu hướng đến những cái chiến lược trung hạn này thì khi đó thì chúng ta sẽ vừa ăn được những cái chiến lược ngắn kia mà lại vừa ăn thêm cái chiến lược dài này nữa thì như vậy là nó sẽ uh, có được những cái mức xác suất xa cao cũng như là sẽ kiếm được những cái khoản lợi nhuận lớn hơn rất là nhiều thế nên là uh, để mà có được những cái cơ hội tham gia về những cái mặt đầu tư với những cái chiến lược uh, mua bán xác suất cao mà anh chị bạn chúng ta đã theo dõi công nhiệm rồi mà thấy những cái phương pháp mà sử dụng mà với những cái chiến lược mua bán là công nhiệm phù hợp để chúng ta có thể đồng hành với nhau mang yếu tố khách quan nhất và nó đã có được bách test ở trong quá khứ rồi với những cái tín hiệu mua bán thì ở đây thì nó có là bài toán xác suất nhưng mà miễn làm sao mà chúng ta có thể là tìm kiếm được những cái cổ phiếu tương thích và bách test từng cổ phiếu một để mà chúng ta lựa chọn ra được những cái cổ phiếu mà tương thích nhất để chúng ta đầu tư. Thì ở đây anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu nhận được những cái tín hiệu như này thì anh chị có thể liên hệ với công nghệ và số điện thoại trên màn hình. Anh chị chỉ cần mở tài khoản giao dịch hoặc là ở đây chúng ta mà có tài khoản rồi thì chúng ta chuyển ID về giao dịch rồi ID tư vấn của công nghệ bên công ty chứng khoán VPS thì khi đó thì công nghệ sẽ add anh chị bạn vào dung khách hàng để nhận được những cái tín hiệu mà có những cái cổ phiếu mạnh thì công nhiệm sẽ khuyến nghị dùng Zalo. Thế còn là không thì chúng ta có thể auto giao dịch theo những cái tín hiệu robot. À, ví dụ như là nó sẽ bắn uh, từ những cái tín hiệu ở trên đồ thị này, nó bắn về những cái ví dụ có những cái tín hiệu mua chẳng hạn thì nó sẽ báo mua và khi mà có tín hiệu bán thì nó sẽ báo bán để chúng ta có thể là chủ động auto giao dịch theo những cái tín hiệu mà không mang yếu tố chủ quan và công nhiệm không mang yếu tố lùa gà gì cả mà khi mà cổ phiếu nó có tín hiệu ở đây là nó xảy ra trực tiếp ở trên đồ thị chứ không phải là hồ oh, anh chị các bạn mua xong rồi cuối cùng là mình thì mua trước rồi sau đó thì uh, có khi là đến lúc anh chị mua vào thì mình lại bán ra thì nó không có cái điều đó mà ở đây có khi là công nghiệm đua giá có khi gần mua giá cao hơn của anh chị ở trên đồ thị phân tích kỹ thuật vì bản tính của công nghiệm là đã xác định mua với cổ phiếu thì cứ mạnh dạn mua lên thôi Thế còn khi mà bán thì cũng mạnh dạn bán xuống để mà làm sao tuân thủ được cái yếu tố kỷ luật và dứt khoát là trong cái quá trình đầu tư. Thế nên là với những cái kinh nghiệm mà tư vấn chị thị trường khoảng đầu đấy là tầm 4 năm nay thì anh chị nào mà chúng ta thấy tin tưởng và thấy những cái phương pháp phù hợp thì anh chị bạn có thể về để mà tham gia giao dịch cùng với công nghiệm và với dùng khách hàng và công nghiệm trong cái giai đoạn sắp tới. hy vọng rằng nhận được nhiều ủng hộ của anh chị công nghiệp mà rất là cảm ơn anh chị bạn đã quan tâm và theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại anh chị bạn trong những cái video và trong những cái buổi livestream tiếp theo